nhắc đến thế mà Hello, can you hear me? Hello, hello, teacher. Hello. Okay, we just have about 3 minutes later to ready for the class. Hello Hien. Now let me know this. If you are ready for the class, please raise your hand to let me know that you are ready for the class. Teacher. Okay, đã quen với Zoom mới chưa đi? Cả lớp đã quen với Zoom mới chưa? Yeah, we have a Zoom meeting and I đi Zoom now, so yeah, hello. Không, không không biết ai với ai hết đấy, ở cái cả Việt Nam mình luôn. Hello teacher. Hello, good evening. Yes, we have some strangers in Zoom ID. Mình có một số thay đổi về Zoom ID đúng không nhỉ? Và hôm nay lớp mình có vẻ như các bạn chưa biết hết nick Zoom mới thay đổi. Đó. Các bạn chuẩn bị ổn định chỗ ngồi nhé để mình lớp học nha. Hello everyone. Yeah, exactly. Oh, I hope that. Cô hy vọng rằng là các bạn sau cái việc mà thay đổi ID Zoom thì các bạn sẽ sớm ổn định lớp. Như đợt trước là lớp mình là 90-100 bạn cơ, nhưng mà một số bạn bây giờ là không có vào được. Yeah. À, bạn nào ăn cơm rồi? Yes, have a dinner yet? Have you have your dinner yet? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. Yes. Yes. Of course, when you study, you need to eat something first. Khi mà mình chuẩn bị học thì mình nên ăn một chút gì đó, đúng không? Tại vì cô Ngọc bắt đọc nhiều lắm, bắt học nhiều. Mệt, phải ăn. Okay. Các bạn ăn mấy thế rồi còn gì? Đúng rồi, phải ăn mới có sức học chứ, đúng không? Con tưởng. Có bạn Nguyễn Thị Kim Ngân đã vào được chưa ạ? Cô ăn cái gì ạ? Yeah, cô còn cơm ở đây. Cô ơi, con vào được rồi ạ. Ok, great. Giờ con làm bài học. Yeah, 54. Con chào cô Ngọc. Cô chào con. Yes. Now, before we okay, if you're ready, you raise your hands by icon to let me know that you're ready for class. Yeah, trong lúc chờ đợi các bạn nha, trong lúc chờ đợi các bạn thì cô sẽ chữa bài trước. Okay, cô sẽ chữa bài trước. Mình chữa bài trước nha. Cô có biết là bài gì không đấy?
Có biết là cái bài gì không ta? Các bạn comment cho cô nào bài tập về nhà hôm trước là gì nhỉ? Trên nhóm Zalo ấy. You know, I know that you các bạn nhớ không? Do you remember about the homework? Do you remember? No. Oh my god, you say no. Yes, okay. Hoài An ha, Hoài An nhớ không? Okay. So, trong khi chờ đợi các bạn vào lớp thì mình sẽ chốt bài nhá. Mute O mà. Mute O. Các bạn nhá. Oh. Who's talking? Who's talking? Hello. Trời ơi, nào các bạn nha, chuẩn bị mute O nè. Cả lớp tắt mic cho cô nha. Cả lớp tắt mic để chuẩn bị học nha. Okay, are you ready for the class now? Are you ready for the class now? If you are ready, comment for me to let me know that you are ready. No one can touch my screen. Mình không vẽ lên bảng nha. Mình không vẽ lên bảng đâu nha. Các bạn nhìn thấy màn hình không? Yes, okay. Nào, đến cái phần mà cơ bản. Cô ơi, hình như hôm trước mình xem Bác Nông Dân và con thỏ hay sao ấy. Nào, hôm bữa là đúng không? Có cái bạn mà thỏ áo xanh ý. Bạn Rabbit đúng không? Bạn thỏ đúng không? Rồi, vẫn muốn xem cái hoạt hình đấy à? Thế như bạn bảo sợ lắm mà. Yeah. Đâu rồi, cô share lên xem nào, có những bạn nào là cô điểm danh cái nào. Ngọc Khuê này, Phạm Minh Phương, Hương Khang, Đặng Hữu Trí, rồi Hiền. Cô xem nào. Ok, Trúc Linh, Trúc Lâm rồi. Trúc Linh, Trúc Lâm ở đâu? Rồi, Bảo An. An Nhiên, Bảo An đang uống nước rồi. Tiến Minh. Rồi, Bảo An lớp 3D à? Đỗ Bảo An ý, Khánh Bình này, Diệu Anh này, rồi Hiệp này, Hà An này, Ngọc Hân này, Quảng Minh Khánh này, Vũ Gia Linh này, rồi Hoài An lớp 1A7 này, Thái Thịnh này, Nhi này, Tú Anh này, Bảo Ngân này, rồi Kim Thanh, Vũ Trà My và Vũ Hà Phương này, Bùi Gia Long, Nguyễn Hoàng Ngân, Anh Khoa, rồi tốt lắm. Dương Ánh có cái hình nền giống cô rồi đúng không? Oppo A53 là bạn nào đây? Ôi, Oppo A53 là bạn nào đây? Mai Trang, Dương Đức Minh này, Bảo Uyên này. Bảo Uyên đâu? Bảo Uyên đâu rồi? Đây, cô sẽ mở. Rồi, Ngọc Hân này, iPhone là bạn nào đây? Bình An, An Phú mấy cái tóc của con? Rồi, đẹp trai thế. Hải Phong, Hoàng Thùy An, Phạm Hiền Thảo, ôi các bạn rồi, Khánh An, Ngọc Hoàng Nhi, VTA là bạn đâu, Phạm Hiền Thảo đâu, rồi cô tắt chat, ok, tắt chat nha, xong rồi nha, điểm danh rồi nha, ok. In the previous class, we have the homework on quiz. Yeah. Hôm trước cô có giao bài tập ở trên quiz đúng không? Và nhìn nè, có không, nhưng mà hình như hôm bữa là ít bài nộp hơn cho cô, có 44 bạn làm thôi. I don't know why we just have a 44. Có thể là các bạn quên mất làm đúng không? Chỉ có 44 bạn làm thôi. Yeah, we just have a 44 và
Yeah, các bạn nhìn này, có bạn lần này là có bạn Lê Hoàng Kỳ nha. Lê Hoàng Kỳ lần này làm bài rất là tốt, Lê Hoàng Kỳ làm bài rất tốt này và đạt điểm rất là cao bởi vì bạn làm rất là nhanh. Ok. Chí Hiếu, Bình An, Hiệp, Hiệp thì lần này đã leo lên vị trí thứ 4 đúng không? Bạn IQ là bạn nào đây, cô không biết này. Bạn Tommy này không biết tên đâu nha. Các bạn để tên tiếng Việt nha. Phí Kim Ngân, Ngô Ngọc Anh, Ngọc Khuê, Đỗ Bảo An, An Nhiên, tất cả các bạn này, các bạn đã nộp bài tập sẽ được cô tích vào trong phần điểm danh và cũng như là tích điểm để bạn nào có điểm cao nhất trong 1 tháng hoặc 2 tháng sẽ được cô Ngọc gửi quà đặc biệt nha. Ok. Yeah, look at this. Hoàng Hà, Chí Hiếu, Kim Ngọc, Tiến Minh đây. Và bắt đầu đi xuống dưới là các bạn đã có sai một số cái câu cơ bản rồi. Sai một số câu cơ bản rồi này. Đấy. Ok. Và cô sẽ cho các bạn xem là các bạn hay sai ở câu nào nhá. Các bạn ấy rất, rất dễ bị sai. Bởi vì là bài hôm trước thì mình học có 4 từ thôi đúng không các con? Ừ, mình học có 4 từ thôi. Nhưng mà cô đã nói rồi bài tập thì sẽ hơi khó một chút. Ok. Yeah, look at an overview here. Đấy, nhìn thấy không? Các bạn hay sai ở câu... đây, đúng rồi, các bạn hay sai lắm. Ở những cái câu dưới này hơi khó này. Nào, để có thể biết là mình sai ở đâu, đúng ở đâu, thì bây giờ cô trò mình cùng chữa bài nhá. Ok? Mình cùng chữa bài nhá. So, yes. Yes. What shape is this? Look at this. Câu này hỏi là đây là hình gì đúng không? Hả? Yeah. What shape is this? What shape is triangle? Okay, think about that. Okay, look at this. We have another. Để cô sẽ cho các bạn chat nha. Yeah. Can you? Okay, bạn nào chưa làm thì có thể làm luôn trên này nhá. Đây là gì ta? Triangle, hình tam giác, triangle, thế. Yeah. And another. Now, 1, 2, 3. Ba cạnh, triangle. So. Nào, tiếp tục nào. What this here? What shape? What shape? Hình dạng nào? Is thì round thì xung quanh đúng không? Tròn là bao quanh này, round. And has no angle. Has no angle có nghĩa là không có cạnh nào. Thì cái hình mà không có cạnh nào thì chỉ có thể là hình tròn mà thôi. Yes. Okay. The next. Ở đây người ta có hỏi là how many size, có bao nhiêu cạnh đúng không? How many là bao nhiêu, size cạnh does a triangle have? Triangle gì đây? Yeah, hình tam giác thì we have 1, 2, and 3, and the answer here is 3. Okay. Okay. Is this a triangle? Đây có phải hình tam giác không? Is this a triangle? No? Yes or no? Yes or no? Come in for me. No. Okay. No. Is this? Yeah. No. Good.
Okay, another. WhatsApp it is. WhatsApp it is. WhatsApp here. WhatsApp here. Nào các bạn comment hẳn cái chữ đi ra xem nào. Ồ trời ơi lười quá, cứ đánh số 3 hoài đúng không? Yes, it's a circle. Yeah, it's a circle, right? And it is a circle. It is a circle. Has it is a circle, cả lớp. No, of course no. It is a rectangle. No, nó là một cái hình chữ nhật. Okay, now next. Next we have a what shape? Okay, what shape? Hình nào? Yes, has four sides. Có bốn cạnh đúng không? That are all the same size. Size kích cỡ. Hình gì có bốn góc à, có bốn cạnh mà tất cả đều bằng nhau, đều có cái kích thước như nhau nào? So come in, let's come in for me. Hình gì? One, yes of course one. Square, yeah exactly, a square, hình vuông. We have four sides here. One, two, three, and four. And it has the same gì đây? Same size, có cùng kích cỡ đúng không? Ok, dành cho những bạn nào mà chưa biết. Ok, look at this. What shape it is? Lần này các bạn comment cả đáp án cho cô nhá. Lần này các bạn comment cả đáp án cho cô, cả các bạn ở trên livestream comment ra nhá. Không đóng số 1, 2, 3, 4, cô không biết là các bạn đang làm câu nào đâu. Ok, what shape it is? What shape is? Ok, square, of course, square. Hình vuông, yes. Rất tốt. Ok, it is a square. It is a square, yes or no? Yes or no, it is a square? Yes, 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 okay, good, yes. Okay, the next question. What are these? What are these? Đây là những gì nhỉ? Gọi chung ấy, gọi chung nào. Can you? Yes, đúng rồi. Các bạn comment rất đúng. Shapes, hình dạng. Okay, shapes. Okay, the next question. It is a rectangle. It is a rectangle. Nào các bạn, rectangle là hình gì? Comment cho cô biết nào. No, why no? Why no? Tại sao lại không? Cô bảo em con vào học. Ok, no. Tại sao lại no? Ui, các bạn trả lời no thì nhanh lắm. Nhưng mà rectangle là hình gì? Cô quên mất rồi. Rectangle là hình gì nhỉ? Rectangle là hình gì? Bây giờ gọi một bạn nhá. Gọi một bạn kia xem nào. Gọi một bạn đây. Bạn Hương nào. Hương, can you? Ok, Hương. Em cô là hình tam giác ạ. Nào, ok, rectangle là hình gì nhỉ? Rectangle. Em nhầm sang hình cô ơi. Ơi, cô nghe. Hình chữ nhật. Ok, good job. A rectangle is hình chữ nhật in Vietnamese, right? Yes, a rectangle here. So the answer here is, the answer here is yes or no? Yes or no, baby? Đúng rồi, đó là no. What is this? It
câu này hơi hack não một chút, nhưng mà các bạn what is this? What is this? Nào, nếu mà đính tính đúng ra là phải có bao nhiêu hình? Là nó phải có 5 squares, 5 squares. Ok. 1 plus 2 plus 3 plus 4 we have a red harbor 4 squares. Ok. But the answer here is 4 squares. Ok, this is the end of the quiz now. Is the end of the quiz now. So, các bạn sau khi được chữa bài, các bạn đã quen dần hơn với square, với rectangle, với triangle chưa? Yeah. Of course, yes. Yeah. Mình có đúng không? Mình có là a square, circle, rectangle and triangle. Ok, chỉ có 4 hình thôi. Đó, mình chỉ có 4 hình thôi. Và sau bài vừa rồi thì cô đã chữa cho các bạn rồi đó. Để mình xem là mình đúng mình sai ở những câu nào nhá. Được không? Và cô sẽ mở lại cái bài này cho các bạn. Nếu mà bạn nào muốn thử làm lại thì mình sẽ vào cái link ở trên nhóm Zalo đấy á, để mình có thể làm lại bài nhá. Được chưa nhở? Now, but today we need to move to the unit 6. Okay, are you ready for the unit 6? Are you ready? Các con, yeah, no, it's not. Now, are you ready for the unit 6? Come in for me to let me know that you are ready. Yes, of course. Now, hôm trước mình học unit 5. Mình học rất nhiều thứ rồi. Today we study about unit 6. Unit 6. Okay, wait me a little bit. Here, we have big English one, unit 6, on the farm. Okay, on the farm. Here, on, trên, the farm. The farm nào, bạn nào biết farm nào? Trên trang trại hoặc là trên trang trại đúng không? On the farm, trên một trang trại. À, trên nào, các bạn nào có những cái câu trả lời rất là thú vị nào, cô xem nào. Sao các bạn lại để số điện thoại đây? Yeah, okay. Nông trại đúng rồi. Okay. Đúng, còn từ nào không? Con rất sẵn sàng. Yes, now, trong nông trại, trên nông trại, chưa? Now, next. Okay, the first, we need to listen to the song. Now, các bạn đã có tai nghe bên mình chưa? You have the headphone and your earphone and the loudspeaker. Here to listen to the song now. Class Audio CDB. Unit 6. On the Farm. Page 66. Activity 1. Listen and read. Then chant, Look at the Animals. Over here. Look over there. There are animals everywhere. A sheep is eating in the barn. A cat is playing with some yarn. Look over there at that dog. What's it doing? It's chasing a frog. Look over there at those goats.
Okay, this is the end of the song now. So I have a question for you. How many animals in that song? How many animals in that song? Can you? Yeah, how many animals? Có bao nhiêu? Yeah, how many animals in that song? 4, 3. Oh my God, 3. So, what are they? How many? What are they? So, Bella, we both know that we have 3 animals. Oh, some people say to me that we have 4 animals here. Also, students say to me that it's 5 animals. So, what is the correct answer? Yeah, 3, 4. Okay. Now, bây giờ mình sẽ thử tắt cái share này đi nhá. Mình sẽ gọi một bạn nào. Cô sẽ gọi một bạn xem nào. Bạn trả lời nào. Bạn nào? Who can? An Phú hả? Raise hand nào. Nêu cao tinh thần tự giác. Ok, nêu cao tinh thần tự giác nào. Các bạn raise hand nào. Bây giờ raise hand nào. Hello teacher. Who's there? What's your name? Nào, bây giờ cô sẽ thử tìm nhá bạn. Hai bạn nhá. Okay. The first we will call An Phú. Okay, the first we have An Phú. Okay, where's An Phú? Võ Minh Khang, Nguyễn Hoàng Ngân. Okay, Đỗ Bảo An sao nào? Võ Minh Khang, Hoàng Ngân. Okay. Sure. Let me pin đầu tiên. Next, đầu tiên đây, Ngân. Đó, đây Đỗ Bảo An đúng không? Yes. Hoàng Ngân và Minh Khang. Right. Okay. The first I want to ask Đỗ Bảo An, how many animals in that song, Bảo An? Oh, Bảo An mở mic nào. Three. Okay. And how about Nguyễn Hoàng Ngân? Four. Hoàng Ngân say to me that there are 4 animals. And how about Minh Khang? Yes, teacher. Yes, how many animals here? 3. 3. So, 3 bạn đúng không? Thì có 2 đáp án là 3 và 1 bạn trả lời là 4. Okay. Now, we need to check the answer. Okay, we need to check the answer. Are you ready? Yes, okay. Look at these animals. Animals nha. Mình đánh vần nào. Mình đánh vần từ animals. Okay, animals here. A, N, I, M, A, and animals, động vật, đúng không? Okay, look over here, look over there. Nhìn đây, nhìn quanh, nhìn đó, đúng không? There are animals, có rất nhiều các bạn thú động vật ở đây, ở mọi nơi luôn. Okay, the first, we have a sheep. Aha, một con, bạn sheep là bạn gì nhỉ? Bạn sheep là bạn gì nhỉ? Bạn gì ta? Các bạn có biết không? Comment cho có biết nào.
tự nhiên lại quên mất là bạn Sheet là bạn gì, là bạn Sheet là bạn gì nhỉ? Bạn Sheet là bạn gì? Bạn Kiều, đúng rồi, bạn Kiều, đúng rồi, bạn Sheet là bạn Kiều, cảm ơn cả lớp nha. Tự nhiên cô mới nhớ ra đấy chứ không cô không nhớ đâu. Ok, nào mình có bạn đầu tiên là bạn Sheet. Ok, bạn Sheet, bạn Kiều nha, bạn Kiều nha. Bạn Kiều thì bạn đây đang ăn cái gì? Ok, bạn đây đang ăn, bạn Kiều đang ăn. Thế còn tiếp theo là bạn gì? Oh, ok, bạn Cat. A cat. Nào, bạn Cat là bạn gì đây? Bạn Cat đây, bạn Cat đây rồi, bạn Cat đây rồi. Đây, bạn Cat là bạn gì? Hello? Bạn meo meo, đúng rồi, đó là bạn meo meo. Ôi, đúng rồi, bạn meo meo. Tiếp nào, tiếp tục nhìn nhá, nhìn đây, nhìn đó nào, cả lớp nhìn đây, nhìn đó một lần nữa nào. Look over there at that dog. Ok, bạn dog. Đâu, bạn dog đâu? Bạn dog đâu, bạn dog là bạn nào? Bạn chó, đúng rồi, bạn Milu nè. Đấy, đúng rồi, bạn Milu đây. Bạn dog, nào cô biết ở đây, bạn dog, nào mình đã có 3 bạn rồi. Ok, bạn dog, bạn chó. Bạn cún đây. Đây cô ghi là chú cún nha. Rồi ok. À, tiếp. Ok, what is doing? Bạn dog bạn ấy đang chasing a frog. Now, frog. Đấy, tức là mình có cái tư rồi. Chasing a frog. Frog. Nào, bạn nào biết bạn frog là bạn gì không? Các bạn có đã xem hoạt hình Hoàng tử ếch bao giờ chưa? Bạn ếch, đúng rồi. Hoàng tử ếch, chính xác. Bạn ếch luôn nè. Bạn ếch, à, đã có 4 rồi đấy. Chúng ta đã bắt đầu cảm thấy có cái gì đó mà chúng ta bị bỏ lỡ chưa? Nào, đúng rồi đấy. Mình đã bỏ lỡ bạn frog đúng không? Mình chỉ nhìn ở trên bảng và mình chả đọc cái phần test script cô cả. Ok. Nào, tiếp tục nhìn đây, nhìn đó. Look over there at those girls. Ok, now those girls. Đấy, five. Now, girls. Bạn girls. Nào, bạn girls. Nào, có bạn nào biết không? Comment cho cô biết nào. Bạn girls là bạn gì ta? Bạn dê, đúng rồi, bạn dê, đúng rồi, bạn dê. Nào, cả lớp hôm nay chết rồi, cả lớp hôm nay chả có ai đúng cả. Toàn comment 3-4 nên mình chỉ có tận 5 bạn cơ mà. Đúng không? Yeah, we have 5. Ok, animals, we have 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, chỉ có một trong cái lời bài hát ngắn thôi. Nhìn đây, nhìn đó, đúng không? Mình nhìn đây, mình nhìn đó. Nhưng mà mình quên mất nhìn thấy bạn X này. Mình có thể, mình quên mất, mình chưa nhìn thấy bạn Kiều, đúng không? Yeah, ok, it's not. Rồi, thế bây giờ mình bắt đầu xem là làm sao để mình nhận dạng được các bạn này nha. Chắc là từ mới không nhìn ra, đúng không? Nào, erase nào, tẩy nào. Ôi, thế là có 5 bạn đấy nha, cả lớp nha. Được chưa nhỉ? Cả lớp thống nhất chưa? Năm bạn đấy. Đây có cái layout này. Oh yeah. Đâu các bạn comment gì đây? Bạn muốn nhắn gì đây? Ai đây? Who's there? Phạm Khánh Hà. Con học rồi. Nào, ui, học rồi này. Cho làm bài kiểm tra khó nha. Ok. Yes. Cô stop share để cô pin hình cô lên nhá. Nào các bạn, nhưng nào, đâu cô Ngọc đâu, để cô pin cô lên nào. Pin nào, rồi thank you ba bạn nha. Ôi tốt lắm. Đấy các bạn nữa, mình phải chú ý kỹ, không là mình sẽ bị lỡ mất các bạn đúng không? Đấy, ví dụ như là ở trong lớp ấy, các bạn rõ ràng là các bạn đang ngồi học, nhưng mà tự nhiên cô Ngọc lại bảo là ô, hôm nay không có bạn Hiền, ô, hôm nay không có bạn Hiệp, ô, hôm nay không có bạn Hân, ô, hôm nay không có Khang, hôm nay không có Lương Hà An Nguyễn. Ô, đấy, tự nhiên rõ ràng là mình ngồi đấy, nhưng mà cô Ngọc lại bảo là ô, không thấy đâu cả. Thế là có bị dỗi không? Như các bạn vừa nãy ở trong cái lời bài hát đi. Đó, thì các bạn ở trong đấy rõ ràng là các bạn ở trong lời bài hát là các bạn không nhìn ra, thì các bạn ấy cũng buồn lắm. Cho nên là mình phải học cố lên nhá. Mình học cố lên để nhận dạng được cho các bạn nhá. Ok. Oh, so next we have today we have a 10.
10 animals. Có biết? Yes, it's a little bit many, many kinds of animals here, but we need to study all. The first, we need to listen, point, and say. Việc của chúng mình trong bài này là bút, đúng không? Yes, we have a pen. Where's your pen? Đâu rồi? Show me your pens, please. Đâu bút đâu hết rồi? Where's your pen? Bút đâu rồi? Bút or stick? Okay. A pen, a pencil or the stick. Yeah, cái gì cũng được, miễn sao để chỉ được, đúng không? Đến như cô bây giờ, cô phải có bút rồi. Huh? Yeah. Where's your pen? Show me your pens. Cả lớp đâu? Yes, Ngọc Hân đã có bút rồi. Minh Khang, Hiệp Phạm, Hương đâu? Hương rồi. Đặng Hữu Trí, bút con đâu? Đỗ Bảo An, bút con đâu rồi? Đâu rồi, cô xem một loạt đấy nhá. Không phải là cứ là tớ ngồi tớ dậy không đâu. Tớ ngồi tớ xem đây. Bạn Nguyễn Bảo An bút đâu? Nguyễn Bảo An đâu? Nhổm lên lấy cái bút ngay. Lương Hà An Nguyễn. Nguyễn Hoàng Ngân, Phạm Minh Phương, Kim Ngân rồi. So, look at this. Yes, nào các bạn nhá, nhìn đây. Chuẩn bị là cái bút nào, cô mở nhạc, cô mở mở video đến đâu nhá, cô mở loa đến đâu là các bạn chỉ theo đọc theo nhá. Okay, are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes, 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 yes. Okay, yes. Tạm thời tắt chat nha, không là loạn. Okay. Now, so listen carefully. Nghe thật là cẩn thận nha. Page 67. Activity 2. Listen. Point and say. 1. Cat. 2. Dog. 3. Cow. 4. Sheep. 5. Turtle. 6. Horse. 7. Duck. 8. Frog. 9. Hen. 10. Goat. Okay, we have 10 animals here. Now, animals, động vật đúng không? Animals. Okay, today we have 10. Hôm nay mình có 10 từ đúng không? The first is cat. Meow meow. Okay. One more time, say cat. Yeah, look at cat. Có nhiều bạn nha, đọc nha. Cat. Trust me, nhiều bạn đọc là cat lắm. Cat. Nhớ nha, không cái vứt đi cầm đuổi cô đâu nghe chưa. Cat. Okay, cat. Cat. Great. The second we have bạn Milo, bạn Gâu Gâu. Okay. Bạn dog. Dog. Okay, âm đuôi là âm g, g. Gần giống như âm g từ Việt mình ý. Dog. Okay, one more time, say dog. One more time, dog. Okay, great. And the third word here is cow. Okay, we need to start say here. We have 3 words. Cat. Okay, one more time. Cat. Nào bạn nào giơ tay nào để cô nghe xem nào, cô mở cái cam lên xem nào, bạn nào đọc theo cô nào, bạn có bạn iPhone nha, tự nhiên lại có cái bạn iPhone này, bây giờ mình mở mic lên hỏi tích hỏi tên bạn lên xem nào. Okay, who is iPhone? Có mở mic cho cô nào, cái bạn mà cầm một cái miếng cao su Rainbow ấy, yeah, con mở mic nào. Bạn áo đỏ ấy, bố đang bảo mở mic lên kìa kìa. Ôi dồi ôi. Đây, cô pin bạn ấy lên nhá. Ấy, đúng chưa? Có phải là đây, who is sitting next to you? Ai đang ngồi cạnh con vậy?
Hello? Hello. Yes. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Con nghe thấy cô nói không? Con nghe thấy cô nói không? Okay. Yes, yes. Can you hear me? Mạng lại yếu rồi. Cô vẫn nghe được tiếng bạn nhưng mà như là cô hình như là có thể mạng cô yếu mà có thể mạng bạn ấy yếu. Ok. Ai có thể trả lời nào? Ai có thể đọc giúp cô nào? Ok, who? Hải Phong còn hai cái sticker rồi, hai cái resen cơ. Sợ chưa? Nào, who can? Who can? Mình có mỗi ba từ thôi, mới. Resen please. Bạn nào? Who? Đâu là thử là học sinh à? Yeah. Okay, my student. Lương Hà An Nguyễn. Oh, something was hard. Hello, can you hear me? Hello, teacher. Okay, great. Now, so we have a three words about, yeah, let me show you. Okay. Can you read out of this word for me, Lương Hà Nguyễn? Cat. Yes, cat. And the next word is? The next word. Đâu từ tiếp theo nào? Đâu mình có ba từ đúng không? Bạn cat đúng không? Bạn tiếp theo là bạn dog. Đúng rồi, và bạn cuối cùng là bạn gì? Cow. Bạn cow nào? Bạn đọc lại nào? Lương Án Nguyễn đọc lại cho cô nào. Cow. Cow. Rồi, chuẩn luôn, lần này học tiến bộ ghê nha. Cow. Ok, tốt. Nào, tiếp tục nha. Thank you, Lương Hàn Nguyễn. Gặp lại con sau nha. Next, Rivupin. Nào, mình tiếp tục nào. Here. Đây, cô phải tẩy sạch đi không? Bạn meo meo, bạn dỗi này. Ok, chúng ta có bạn cat, bạn dog, bạn cow. Ok, vừa rồi mình còn nghe thấy bạn này đọc là bạn sheep. Ok, nếu mà bạn nào chưa biết đọc thì bạn có thể đọc theo cô nào. Sheep, bạn cừu nha. Mình ui trời, cái thời tiết mà mát lạnh lạnh như này này đúng không, mình có một chiếc coat lông cừu đây, đúng rồi. Yes, lông cừu. Bạn sheep, cừu, bê đó. Ok, one more time say sheep. Ok, nếu bạn nào chưa đọc được thì cô có thể hướng dẫn cho bạn đọc nha. Ash, sờ nặng ha, đọc rất là nặng miệng nha. Sheep. Ok. Nào. Đâu bạn nào nhỉ? Look at here. Tẩy hết cái này đi nha. Ok. The next is turtle.
Turtle. Yeah. Oh. Four. Five. Turtle. 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 Còn nếu mà theo giọng Anh ấy, theo giọng Anh thì mình sẽ đọc là turtle. Turtle. Nhưng mà mình đọc theo giọng Anh Mỹ thì mình chỉ đọc là turtle thôi. Turtle. Turtle, can you see? Turtle. Yes, okay, turtle. T. Okay, bạn turtle nào, bạn T. Okay, nào bây giờ cô sẽ có cái bài mà để cho các bạn nhìn dễ nhất đúng không? Đầu tiên là mình có bạn cow, bạn cow thì bạn cow, nếu mà bạn nào mà biết đến cái có một cái tiệm quần áo đúng không? Có một cái cửa tiệm quần áo ở Việt Nam khá là nổi tiếng. Tên là bò sữa. Okay. Yes, yes, bò sữa. Cow. Okay. Listen. Cow. Cow. Now, one more time. Cow. Cow. Nào luyện tập nói nào. Cow. Cow. Okay. The second here is sheep. Sheep. Bạn kiều không? Bạn bê đó. Sheep. 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 Đọc lại nào, sheep. Okay, next. Turtle. 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 Và cô đã nói rồi, nếu mà bạn nào đọc giọng Anh thì sẽ là turtle. Còn bạn nào đọc giọng Anh Mỹ thì sẽ là turtle. Okay. Turtle or turtle is okay. Tất cả đều được. Yeah. Turtle. Turtle. Có bạn nào muốn đọc không? Có bạn nào muốn đọc không? Yeah, bạn Ngọc Bảo An nào. Okay, hello. Yes, good evening, Ngọc Bảo An. So, can you read out loud three words here to everyone here know about how it's pronounced? The first. Từ đầu tiên nhỉ? Bảo An mở mic nào. Yeah. The first word here is house. Yes. Next. House. Yeah. The second. Cow. Nào, từ thứ hai nào. Next. Sheep. Yeah, sheep. Sheep. Oh, good. And the last word here. Turtle. 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 Yeah, turtle. And trong ba bạn này, yeah, in three animals here, which one you like most? Con thích bạn nào nhất? Con thích bạn nào nhất nhỉ? Which one you like most? Con thích bạn cow nhất. Yeah, okay. Thế thì cô sẽ nhớ là bạn Nguyễn Ngọc Bảo An rất thích bạn cow nha. Okay, thank you. So, next we have... Nào, cô clear our drawing. Ôi. Yes, we have horse. Đây bạn hí đấy, cái bạn này bạn nha, bạn ấy cứ mỗi lần mà bạn ấy đi chạy này là bạn ấy đều hí. Bạn horse, okay, từ này hơi khó đọc một chút nhá các bạn nào, chuẩn bị nào, horse, horse, okay, one more time, horse, 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 horse. 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 Okay, next. Bạn này là bạn ếch ộp đúng không? Bạn này là bạn kêu rất là to với ối luôn. Bạn cứ ếch ộp. Yeah. Frog. 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 Còn bạn này là bạn nào đây? Bạn này bạn thế nào đây?
Goat. Goat. Bạn dê đúng không? Bạn goat. 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 Nào các bạn đọc lại theo cô nào. Goat. Ok. Nếu mà dành nào cho bạn nào không biết đọc cái từ chú dê là gì đúng không? Nào. Goat. Đâu cả lớp đọc theo cô nào. Goat. Đâu miệng đâu, miệng đâu, chưa thấy mấp máy đâu, chưa thấy mấp máy đâu. Cô đang mở, cô đang mở một loạt này, nhất là Khang nha. Cô thì đọc đây này, bạn Bảo An đang đọc đây này. Bảo An đang luyện đọc đây này. Thùy, Hoàng Thùy Anh có cái bờm xinh thế. Yeah, now one more time we say goat. Yeah, mình có âm gió là âm t. Yeah, right. Âm t, âm tỏ. Goat. Right, okay. Goat. À, đúng rồi. Goat. Rồi mình sẽ quay lại bài nha. Chút nữa cho làm bài tập mà không làm được là buồn đấy, là khóc đôi dòng nước mắt đó. Okay. À, và mình sẽ học một số các từ nhá. Mình sẽ học một số các từ như sau. Ví dụ như là từ fly, từ bay đúng không? Bạn nào thì biết bay? Bạn nào thì biết bay? Bạn Ngọc à? Cô Ngọc biết bay không? Cô Ngọc có biết bay không? Cô Ngọc không biết bay. Ok, cô Ngọc không biết bay. Now, so we have the words fly. Fly. Nào các bạn nào, fly. 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 Okay. Now, tiếp tục nào. Bây giờ cả lớp đứng lên nào. Okay, tôi sẽ stop share here. Tôi sẽ bắt cả lớp đứng lên. Nào, các bạn đâu? Đứng lên nào. Kéo cái ghế dịch ra đằng sau. Okay, kéo cái ghế dịch ra đằng sau và mình sẽ đứng dậy nào. Yeah, yeah. Good, good. Bây giờ nha. Bây giờ cô sẽ nói một số các động từ và các bạn sẽ làm theo nếu mà bạn nào mà làm sai. Bây giờ bạn nào xung phong. Bạn nào xung phong để cô pin lên trên lớp nào. Bạn nào xung phong lên trên bảng đứng nào. Bạn nào xung phong là raise hand nào. Bạn nào xung phong? Xung phong đây nào. À, bạn nào xung phong đây, tớ xem nào. À chà, ôi rồi ôi nào, bây giờ xem nào, bây giờ xem nhá. Bây giờ tớ sẽ gọi bạn bạn tớ sẽ pin bạn này lên, bạn An Phú là tớ sẽ pin bạn Hoài An lên rồi, bạn Bảo Uyên tớ sẽ pin lên rồi. Các bạn đâu? Các bạn đứng. Đứng dậy nào. Ok, bạn Ánh Dương đâu pin luôn. Bây giờ cô sẽ gọi đâu 9 bạn. Ok, 9 bạn đâu? Bạn Hiệp Phạm đâu rồi? Bạn Hiệp đâu? Bạn Hiệp Đặng Tiến Minh đâu? Đâu rồi? Cô xem nào, các bạn đứng lên chưa? Ok, nào bạn Ngọc Bảo An hôm nay rất là tích cực. Át luôn. Rồi, tốt. Võ Minh Khang bay bề. Nào đứng lên đi. Cô át pin lên trên màn hình là phải đứng rồi. Nào An Phú nào nhấc đôi mông lên. Mình đứng lên nào. Rồi, bạn Hoài An, bạn Bảo Uyên đứng lên nào. Rồi các bạn khởi động nào, lắc lư nào, lắc lư nào. Cô mời con đi. Ông Ngọc Tú Nguyễn. Ngọc Hiền đâu đúng không? Hiền. Ờ thế thì để cô xem Hiền đâu ấy nhỉ? Cái Hiền nó đâu mất rồi? Cái strawberry của cô đâu mất rồi? Nhưng mà không thấy ở trên màn hình. Hình như là trôi ở dưới đâu rồi. Bây cô xem là bạn strawberry đây rồi. Đấy. Ngay và luôn. Đứng dậy nào. Ok, Hà An. Ờ, cho Hà An luôn. Đâu rồi Hà An? Đứng sẵn rồi đúng không? Bây giờ con sẽ mở mic nhá. Bây giờ còn bạn nào không? Bạn nào? Bạn Dương Đức Minh. Dương Đức Minh. Dương Đức Minh át rồi mà. Mary Diệu Anh. Mary Diệu Anh đang làm gì đấy con? Mary Diệu Anh. Được không nhở? Át pin. Rồi. Át chưa? Ok. So, bây giờ con sẽ mở mic nhá. Con sẽ mở mic cho các bạn nhá. Cả lớp nào, cả lớp và chú ý nào với các bạn đó, hôm nay đang xung phong lên trên bảng đúng không? Rồi các bạn mở mic lên nào, các bạn chạy ra mở mic nào. Yeah, so, cả lớp, are you ready? Are you ready? Yeah. Ready, ready. Yeah. Yes, okay. Now, bây giờ cô sẽ screen nha. Bây giờ cô sẽ có nào, mình sẽ có nào. Mình sẽ có nào, fly này. Yes, jump. And swim, right? We have fly, jump, and swim. Now, mình có fly nào đâu? Fly đâu? Where's fly? Fly,
jump. Jump ở đâu các bạn nào? Chỉ có mỗi trận đấu rồi. And swim đâu? Where swim? Swim. No. Swim. Quickly swim. Okay, swim. Nào, nó rất là sẵn sàng nhá. Bây giờ cô sẽ là người nào cả lớp đâu. Hòa Trung là bạn Khánh Linh đứng dậy nào. Yeah, rồi các bạn nào đứng dậy nào. Rồi khởi động chân tay thế thôi. Đâu rồi nhá. Mình cô sẽ đọc chậm này. Cô sẽ nói chậm dần xong rồi nhanh dần nhá. Sẵn sàng chưa? Hôm nay những bạn gọi lên trên bảng cô sẽ tích vào trong lớp học. Cô sẽ tích điểm vào trong lớp học để mình có thể là tích điểm. Khi nào mà đủ điểm thì cô sẽ gửi quà về cho gia đình nhá. Ok? Yes, ok. Are you ready? Yes. Yo, are you ready? The love is ready. Okay, now. First, okay. Swim. Yes, sir. Swim. Mẹ ơi, cô giáo mời con. Không phải trả lời. Okay, bây giờ nha. We need to swim. Mười. Swim. Oh, come on, swim. Yeah. Jump. Swim and jump. Swim and jump. Please. Oh, it's so old. Now, vừa bơi vừa nhảy. Swim and jump. Nào bây giờ tôi nhìn thấy này. Ok, mình thấy Võ Minh Khang rất là tích cực rồi. Stop. Ok, nghỉ rồi. Cả lớp nghỉ. Chơi. Nghỉ nào. Ôi thở. Rồi cả lớp ngồi xuống rồi. Thở. Cả lớp ngồi xuống rồi thở nào. Ôi trời ơi. Thương quá. Nào ngồi xuống rồi cả lớp này. Các bạn ngoài những các bạn pin ra, cô thấy cả lớp này thở hổn hển đấy. Ok, nào, đây cô sẽ xem được rồi. À, đây rồi nhá. Vừa rồi cô đánh giá là bạn Minh Khang có rất là nhanh. Mình còn An Phú là sợ là không nghe kịp. Tức là An Phú là vừa nhảy, vừa sờ, vừa bay, vừa bơi luôn. Đúng không? Ok. Hôm nay các bạn nhá, vừa nay các bạn lướt qua một lượt rồi, các bạn lướt trên một lượt ở trên bảng rồi này, thì cô sẽ điểm danh và cô sẽ ghi điểm các bạn hôm nay xuống trên bảng nhá. Ok. Hey. Yeah, thank you. Giờ các bạn sẽ được ghi điểm được chưa? Rồi, tốt lắm cả lớp, rất là tốt. Quay Hà đang làm gì? Hà đang nhào lộn đây. Ok, what are you doing, Hà? Yeah, đợi con một chút nha. Bây giờ mình sẽ thử làm một cái bài tập nho nhỏ nha. Rồi sau khi mà mình phải làm bài tập một chút cho nó thư thả nào các bạn nha. Ngoài các bạn mà vừa nãy xung phong ra thì các bạn nào cũng thở là đi ra lấy một cốc nước. Ok, mình lấy cốc nước mình uống nhá. Không là. Ôi vừa nãy con nhìn các bạn nhảy cũng hết hơi. Ôi trời ơi, mệt quá luôn ý. Nào tiếp tục nào. Ở đây. Trời ơi. Không bao giờ. Đâu cho cô nhá. Ok. Yeah, cái này thì hôm sau học. Mình học cái này sau. Mình play a game. Yes, you will have play a game. Right. Now, mình sẽ chơi một trò chơi nhỏ thôi. Ok, just a little game, right? Okay. Look at the screen now. We just watch. Now, hôm trước thì mình xem phim Mr. Rabbit Go to the Town. Yeah. Nhưng mà cái bộ phim này nó hơi scary một chút, cho nên là chắc có lẽ là cô sẽ cho các bạn xem. Cô sẽ gửi link ở trên Zalo cho các bạn tự xem nhá.
Còn trời ơi, cô xem cô sợ, cô không dám xem. Cho nên hôm nay cô xem một bộ phim nhẹ nhàng hơn, đúng không nhỉ? Mình sẽ mở chat nào, cả lớp sẽ mở chat nào để mình có thể xem The Secret Life of Pets. Mình sẽ xem bí mật cuộc sống của những thú, chú thú cưng, được chưa? Mình sẽ xem và mình trả lời 12 questions. Ok, nếu mà hết giờ thì mình sẽ làm bài sau. Còn bây giờ mình xác định là mình sẽ có 12 questions. Mình sẽ có 12 câu hỏi, ok? We have a 12 questions. Are you ready? À, con nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Yeah, để cô share lại nhá. Ok, can you see the screen? Can you see the screen? Ok, great. Nào, chuẩn bị nha. Cái phần chat này là chỉ để trả lời câu hỏi thôi đấy nhá. Không phải viết linh tinh đâu. Ok, let's start it. Bye, Gidget. Ooh. Hey, Max. Hey, Gidget. Any plans today? Okay. What are they doing? What are they doing? No. They, now, they, đúng không? They. They, họ. Talking. Có bạn comment talking. Có bạn comment jumping. Now, talking, nói. Jumping, vừa rồi mình học nhảy. Running, là chạy. Ok, và ở đây câu hỏi là, câu hỏi ở đây người ta hỏi về they, right? We, they. Talking or jumping, quickly. Talking or jumping. Yeah, cô sẽ chọn talking, chính xác. Cả lớp, rất tuyệt. Now. Today? Yes, big stuff today, Gidget. I got big plans. I'm going to sit here and I'm going to wait for Katie to come back. Oh, that sounds exciting. Well, I won't interrupt. I've got a very busy... Yeah, ở trong đoạn hội thoại vừa rồi của Jigit, Jigit là bạn trắng ấy, còn Max là cái bạn chó màu cam nhỉ? Ok, Jigit hỏi bạn Max là hôm nay có kế hoạch gì không? Thì Max trả lời rằng là hôm nay bạn ấy có một kế hoạch, một cái kế hoạch trong ngày rất là quan trọng. Đó là bạn ấy sẽ tập trung ngồi trước cửa và chờ chủ về. Là Jigit sẽ trả lời là nghe có vẻ thú vị ấy. So, và Jigit thế nào đây? Jigit thì đang xem bạn Max và các bạn nhìn thấy nhá, the dog is thế nào nhỉ? Jigit đang như thế nào với cái ghế gối này, cái pillow gối mà nhìn bạn Jigit này thì bạn đang ở trên này hay ở dưới này hay là ở trong cái gối nhỉ? In, trong, under, dưới, on, trên. À, nhiều bạn quanh in, nhiều bạn quanh on. Nào, Jigit, bạn chó này, đây cái gối, em so small, so fluffy. Yes, under, ở dưới. Nào, mình có in ở trong này, under, dưới, on, trên. Yes, on. The dog is on the pillow. Thì bạn Jigit thì đang ở trên cái gối. Okay. I've got a very busy day too. Here you go. See you later, Chloe. Okay, look at the picture. How many cats? Who? Now, điền nào te gì? One cat. There gì? One cat. There is, chính xác, there is. Trời ơi, sao mà lại siêu thế chứ lại. Chloe. Oh. So long, Mel. Bye, sweet pea. See you, Gino. Complete with is or are. Hãy điền vào chỗ trống với từ is hoặc là từ are nào. Nào, điền i hay là a đây? E. Chấm chấm chấm. Ok, trees, animals, they are. Các bạn điền này hả? Right? Thế cô bấm vào đây nhá.
chưa? Ôi đúng. Yes, correct. Bye everyone. Okay, next the bird is chú chim đúng không? Yeah, bạn chim cúc cu này đang làm gì đây? The bird is the bird is nào, bạn đang làm gì? Nhấn cả từ ra nào, bạn nào text cả từ. Yes, Khánh Bình chính xác. Flying. Okay, nghe chưa? Ok, tiếp tục nào. Complete with is or are. Nào, điền is hay là are ở đây đây. Mình có sữa đúng không? Milk. Milk. Nào, ok. Câu tiếp theo, câu số 6. Điền is hoặc là are. Yeah. There is or there are. Tại sao là is? Mình có milk. Milk đúng không? Milk là sữa đây đúng rồi. Đây bạn, đây cái hộp sữa đây. Hộp sữa to đùng đây. Yeah, milk thì không đếm được. Cho nên mình phải dùng là is, chính xác. Yes. Sao đâu thấy cô? À không phải đơ đâu, tại vì là cái đường có thể là đường truyền của các bạn sẽ hơi yếu cho nên nó bị đơ ấy. Hôm nay đường truyền cô rất tốt. Yeah, it's really good. So it's not. Yeah, is, there is. Đây cô sẽ điền vào đây nhá. Bingo, bingo, bingo. The squirrel, the squirrel, bạn sóc đúng không? The squirrel is now the tree. Lại tiếp tục nào. The squirrel is thế nào đó, the tree, in, trong, between, giữa, on, trên. On hả? On hay in? On or in, please. Nào, giữa hả? Between hả? On, exactly. Bạn sóc thì đang ở trên cây. On, trên. Right. Oh, so smart. Quá thông minh luôn. The dog is thế nào đây? Behind, next to, under. Ở dưới, chính xác. Bạn ấy đã chén hết con gà trong tủ lạnh rồi các bạn ạ. Bạn ấy đã chén hết con gà trong tủ lạnh rồi. Ok. Chín rồi, câu chín rồi. The cat is now on trên, in trong, in front of, đằng trước. In, chính xác, in, exactly. Cô bạn thấy đấy, con gà này sợ chưa? Complete with is or are. Now, there, dot, 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 one cake. There is, chính xác, there is. Okay, there is. Good job. You be a good boy, Leonard. Chó chó à? Mấy bạn chó đang làm gì đây? Mấy bạn chó đang làm gì vậy? What are they doing?
singing. Exactly. Thấy chưa? Rock and roll. Okay. And và quay lại với bạn Max. Max đang làm gì? Bạn Max. Trong khi các bạn đang quậy tung trời lên thì bạn Max vẫn tiếp tục kiên định với quyết định của mình là có làm một việc rất quan trọng trong ngày, đó là đứng ngồi ở trước cửa, đúng không? Ngồi ở trước cửa và chờ chủ về. Okay. This is the end of the exercise today. Thế là mình đã hoàn thành xong bài của ngày hôm nay rồi đó. Cả lớp này làm rất là tốt, các bạn làm được đúng 12 chứ 12 câu luôn, rất là bất ngờ luôn nha. Ok, và bài tập của các bạn thì cô vẫn sẽ tiếp tục đưa lên trên nhóm Zalo nhá. Ngoài ra, đúng rồi, nối tiếp chương trình của Super Kids The Moonlight, có nghĩa là mình đi chơi Trung Thu cũng hơi vui vẻ hòa đồng rồi đấy. Ok, thì sắp tới Pantolo có tổ chức thêm một cuộc thi nữa, đó là Super Kids But It's About Women's Day. Ok, mình sẽ làm một cuộc thi Super Kids nói về Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Đối tượng tham gia là sẽ là từ các bạn lớp của cô Ngọc, lớp cô Thư và lớp của cô Thiên Hương. Ok, và các bạn sẽ tham gia cuộc thi bằng việc thuyết trình, quay video, làm ảnh. Nói chung là các bạn sẽ phải sáng tạo hết mức có thể, đúng không? Là một cuộc thi nữa lớn hơn cuộc thi Super Kids. Đó, thời gian nộp thi là từ ngày 10 tháng 10 cho đến hết ngày 18 tháng 10 năm 2021 nha. Và lớp cô Ngọc nha, hôm trước là có mỗi hiệp là Super Kids rồi đó. Đấy, cho nên là lần này nhá, nhớ là phải mang vinh quang về cho lớp của Miss Ngọc ho các bạn luôn nhờ, quá giỏi nhưng mà lại kiểu lười ấy, không thi cử gì ấy nhờ. Đấy, cuộc thi này nói thật nhá, nhiều quà lắm, nhiều quà dăm ba cái kẹo cô Ngọc không là gì cả, đúng không? Đấy, thì đây là cuộc thi mà các bạn có thể là nói về người phụ nữ mà các bạn yêu thương nhất. Như cô chẳng hạn là cô rất, nếu mà cô mà thi cuộc thi này, cô sẽ nói về mẹ của cô. Ok, còn bạn nghĩ sao? Con muốn nói về ai? Con muốn nói về người phụ nữ nào mà con cảm thấy ấn tượng nhất? Là mẹ con, là cô giáo của con, hay là một người cô lao công mà con biết, một người mà lao động hết mình vì công việc, hay là một người có thể chăm lo cho gia đình, hay là một người có đức tính hy sinh? Ví dụ như là cô cũng đã quen một cô đang... một cô xin phép được giấu tên, cô ấy là tu sĩ ở trên chùa đó, cũng là một người bạn cô và cô cũng rất là phục cô ấy. Đấy, thì có những cái người phụ nữ xung quanh mình khiến mình rất là ấn tượng và mình muốn là nói về người đó, thì các con hãy tham gia cuộc thi này và chia sẻ cho cô biết về người phụ nữ đó nhé. Còn lớp mình nhớ nha, trong lúc thi thì vẫn phải nhớ làm bài tập đó. Cô sẽ ra bài tập ở trên Zalo và các bạn nhớ làm bài tập, cô sẽ ghi điểm và tích điểm cho các bạn trong lớp nha. Rồi, bây giờ cũng đã kết thúc lớp học rồi. We need to brush your teeth, wash your face and go to bed. Bye bye. We need. Bye bye. Goodbye. 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 Goodbye.